Bây giờ cho Thanh Tùng lần lượt giới thiệu với quý vị Để những quý vị nào cho tới giờ này Mà da của mình vẫn chưa đẹp Da mình vẫn còn nám Da mình vẫn còn đồi mồi Da mình vẫn còn tàn nhang Da mình vẫn còn nhiều nếp nhăn Da mình làn da không có đều Da bị cháy nắng Nói tóm lại là cho tới giờ này những quý vị nào đang xem chương trình Và chưa hài lòng về làn da của mình Thì cho Thanh Tùng được ân cần giới thiệu với quý vị Người bạn thân thân thiết của Thanh Tùng và cũng là người bạn thân thiết của anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi những lần đi show chính là trọn bộ kem dưỡng da, trọn bộ dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics. Đầu tiên thưa quý vị cho Thanh Tùng đã giới thiệu bảy loại căn bản đã bao gồm. Thứ nhất là cái loại cleanser để quý vị dùng rửa mặt, mình gọi nôm na giống như là một loại mà xà bông rửa mặt nhưng nó không phải là xà bông, nó là loại cleanser. Nó có aloe vera, giúp để mình tẩy sạch đi bụi bẩn rồi những chất dơ nó bám trên da mặt của mình lọ thứ nhì thưa quý vị cho thanh tùng đã giới thiệu thanh tùng mê cái em này lắm đây là cái lọ có tên của nó đó là clear solution thanh tùng quen gọi để cho dễ nhớ là nước hoa hồng tác dụng của nó làm sao quý vị làm mịn da làm khít lỗ chân lông cho tới cái lọ thứ ba Lọ này là lọ có tác dụng dưỡng ẩm cho làn da của mình suốt cả ngày. Nhờ dưỡng ẩm mà da sẽ chống lão hóa, nhờ dưỡng ẩm mà các tế bào da phát triển một cách hết sức là tự nhiên, nhờ cái lọ kem có tên gọi là Cell Treatment này mà những tế bào da bị hư hại đó, nó sẽ có thể tái phát triển lại một cách điều hòa và tự nhiên giúp cho làn da của mình ẩm trong suốt ngày. Đó là lọ thứ ba loại thứ tư thanh tùng sử dụng thưa quý vị khi đi ra ngoài đường vào ban ngày không thể không có nó đó là kem dưỡng da ban ngày tên gọi chính xác của nó là Day cream đây là loại kem có thể giúp cho làn da của mình tái tạo lại cái sinh khí của làn da sau khi tuổi tác chất chồng bị lão hóa nó giúp cho làn da của mình săn chắc trở lại mịn màng trở lại thì là kem dưỡng da ban ngày để khi mình đi ra ngoài đường Trước khi ra đường thưa quý vị đừng quên dù là thời tiết nắng hay mưa Dù quý vị có ra đường hay không quý vị ngồi trong phòng máy lạnh Quý vị vẫn phải cần kem chống nắng Tại mình dùng cái chữ kem chống nắng nên mình mới dễ bị confused Mình mới dễ bị uh, hiểu sai Đó không chỉ là kem chống nắng quý vị Loại kem mà Thanh Tùng đang cầm ở trên tay quý vị nhìn thấy Chữ EV Princess rồi 100 SPF cái chữ SPF có nghĩa là Sun Protection factor mà SPF 100. SPF 100 có nghĩa là cái thời gian kéo dài của cái việc bảo vệ làn da mình chống lại những sự hủy hoại của tia cực tím, của ánh nắng mặt trời, chống lại tác hại của môi trường chung quanh, của hóa chất chung quanh, chống lại hơi nóng của bếp lò mà có gì đứng gần, chống lại những tác động tiêu cực của khí hậu môi trường bên ngoài. Thì đây, đây là loại kem tuyệt vời, không chỉ chống nắng đâu nha quý vị, mà chống lại quá chất, chống lại tác hại của môi trường. Thành là SPF 100 có nghĩa là cái thời gian mình sử dụng nó kéo dài hơn so với những sản phẩm chống nắng mà quý vị thấy chữ SPF nó ít hơn 100. Đây, loại kem này không thể thiếu khi ra đường và đặc biệt không phải ở ngoài đường mới thoa, ở trong phòng máy lạnh á, da vẫn bị khô như thường, lên máy bay đi Việt Nam mười mấy tiếng đồng hồ, da vẫn bị không khí làm cho khô ở trên máy bay thì đây giúp cho da của mình có thể chống lại tác động tiêu cực của những chiếc máy lạnh ác độc đó. Đó là loại kem chống nắng, đó là 1 2 3 4, 5 lọ rồi phải không có gì, 5 lọ rồi. Bây giờ tới lọ thứ 6. Cái lọ thứ 6 này mới là quan trọng. Cái lọ thứ 6 có tên gọi là Express Peeling Loại thứ sáu Express Peeling này chủ yếu là các loại vitamin C. Tác dụng của nó là sao? Tuyệt vời ở chỗ là nó thấm vào bên dưới tế bào bên dưới làn da mình. Nó lấy đi, nó lấy đi tàn nhang, lấy đi những vết nám, lấy đi những tế bào già cỗi mà chính những tế bào già cỗi đó nó khiến cho da của quý vị nhìn sao quý gì? Không có thanh xuân, không có mơn mởn, nó khiến da của mình trông già đi nếu khiến gương mặt của mình u ám đi não nồm đi già trước tuổi là nhờ tác động bây giờ của express peeling lấy đi những cái già nua đó lấy đi những vết u ám đó lấy đi những cái buồn bã đó và nó giúp cho da của mình bắt đầu tái tạo lại các cái tế bào non bắt đầu phát triển trở lại một cách tự nhiên trên gương mặt của mình sau khi tế bào già cỗi mất đi bị lấy đi, bị xóa sạch đi Thì đương nhiên là da của diện sao? Nám mờ, tàn nhang mờ, đồi mồi cũng mờ Dết nhăn xóa luôn thưa quý vị Trả lại cho làn da quý vị một làn da thanh xuân Mịn màng, hồng hào, sang chắc Một làn da đầy năng động Thanh Tùng yêu cái lọ Express Peeling này vô cùng Quý vị nghe cái chữ Express Peeling Cream Quý vị đoán được chức năng của nó phải không ạ? À? Express là nhanh chóng, là cấp thời. Peeling, lột. Cream, kem. Loại kem giúp tẩy đi những cái u buồn của tuổi tác một cách thật là nhanh chóng. Express peeling. Rồi, cho tới cái lọ thứ bảy cũng là lọ cuối cùng trong trọn bộ EV Princess Cosmetics mà người ta gọi là dược mỹ phẩm đó là kem dưỡng da ban đêm. Kem dưỡng da ban đêm tên gọi đơn giản Night Cream tác dụng của nó làm cho da mình sáng lên quý vị da có sáng hay không là nhờ cái lọ kem này chính cái lọ kem này làm cho da của mình sáng lên là tại sao là tại vì nó giúp cho tế bào phát triển một cách bền dững nó giúp cho tế bào da của mình phát triển một cách mạnh khỏe gương mặt sáng ẩn lên rất nhiều khách hàng đã sử dụng eve princess chỉ một thời gian không dài lắm đâu không cần tới một tháng đâu khoảng 11 12 ngày đầu tiên sử dụng bước ra đường bạn bè người quen trầm trồ khen ngợi ủa sao da bồ dạo này khác hẳn đẹp ra hẳn sao trong bồ có vẻ trẻ ra hẳn sao trong gương mặt của bồ có vẻ sáng ra hẳn thì thưa quý vị một trong những hiệu quả tuyệt vời là nhờ cái lọ kem night cream này đó là cái loại giúp cho da của mình sáng hẳn ra sáng hẳn tuyệt vời ra như vậy thì thanh tùng đã giới thiệu với quý vị tổng cộng 7 lọ căn bản bảy loại căn bản rồi thân tôi nhắc lại nè đầu tiên là cleanser để rửa mặt sau đó là tới cái nước hoa hồng clear solution làm da mình nó mịn làm khích lỗ chân lông tới cái lọ cell treatment dưỡng ẩm da suốt ngày làm cho những tế bào da bị hư đó nó tái tạo hoạt động trở lại tới kem chống nắng loại spf 100 giúp để chống lại những tác hại hủy hoại của hóa chất của môi trường cho tới lọ kem có tên gọi là express peeling lọ kem có thể bốc đi lấy đi xóa đi những vết nám tàn nhang u buồn của tuổi tác loại night cream là loại làm cho da sáng lên quý vị nghe kể tổng cộng 7 lọ và rõ ràng mỗi lọ trong trọn bộ ev princess đóng một vai trò khác nhau